Chào các bác nhá. Chào anh em quay lại với lại YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Đấy. Lại cái chủ đề về loa đánh chim sẻ các bác nhá. Bây giờ đang vào mùa sẻ 2019. Giới thiệu cho các bác về cái loa bẫy chim sẻ. Thì clip này là tôi làm cái clip chung chung mà phổ biến cho các bác mấy cái cách độ loa đánh chim sẻ và giới thiệu cho các bác cái mẫu loa đánh chim sẻ. Thì còn mấy cái clip sau nữa là chuyên sâu nữa, chi tiết nữa thì mong các bác theo dõi kênh, bấm vào nút đăng ký và theo dõi cái video tiếp theo nhá. Video này tôi giới thiệu chung thôi. Thì bây giờ thứ nhất, để đánh được chim sẻ ấy, mình gọi là phần âm thanh ấy, mình sẽ cần một cái gọi là cái loa điều khiển từ xa. Loa điều khiển từ xa này các bác theo dõi mấy clip trước tôi có đăng tải ấy, thì các bác hiện tại loa điều khiển từ xa ổn định nhất, ok nhất thì các bác chọn cái mẫu là VKS 898 2019 giúp tôi nhá, cái mẫu này. Thì cái mẫu này lý do sao chọn mẫu này cũng đã có giải thích cho các bác rồi, đó là cái mẫu này là IC nó lớn, công suất nó lớn, độ check nó ok ngon này. Thì bây giờ cái này gọi cái loa điều khiển từ xa. Loa điều khiển từ xa thì các bác cũng đã nắm được, đó là nó có tay điều khiển để giúp các bác điều khiển cách nó khoảng 100, nói chung là hơn 100m, 150 đến 200m. Đấy, tất cả các loại loa điều khiển từ xa từ giá rẻ cho tới giá đắt, từ 400, 380 cho tới 700-800 thì khoảng cách điều khiển đều giống như vậy. Thì bây giờ cái loa này là loa điều khiển từ xa các bác dùng để đánh chim sẻ. Thì giải thích thêm với các bác, cái loa này là loa nguyên bản. Loa nguyên bản thì ở trong cái loa ấy nó có cái loa bát. Cái loa bát như này. Loa bát như này nhá. Thì tôi hướng dẫn rất là cụ thể, tôi tư vấn rất cụ thể cho các bác, nhất là các bác nào mà mới chơi để còn nắm được, còn anh em nào mà biết rồi thì xem cho vui nhá. Anh em nào biết rồi thì xem cho vui. Thì với cái loa bát nguyên bản này mà mình đem đi đánh chim sẻ nó sẽ không phù hợp. Tại vì cái âm nó là nhiều âm bát. Nhiều âm bát, cái tiếng sẻ nó ra nó sẽ rất là ồn. Rất là ồn luôn. À đây tôi thử luôn cho các bác nghe này. Nó ồn, nó không giống tiếng sẻ thật. Nó độ dụ chim, chim nó theo là ít, nó không theo nhiều. Đây, đây là cái loa nguyên bản nhé. Tôi mở lên. Đây. Vào đây này. Như các bác có thấy là âm thanh nó rất là ồn, ồn và réo, tiếng chim nó không chuẩn, là chim nó ít heo. Thì bây giờ bắt buộc khi đánh chim sẻ thì các bác đều phải độ hết, đều phải độ loa hết. Nhưng mà độ theo cách nào, độ theo cách nào thì trên cái kênh của tôi thì có rất nhiều video hướng dẫn, nhưng mà tôi video ngắn này tôi sẽ nói lại cụ thể cho các bác có những cái cách độ. Đầu tiên, ngày xưa mà shop phát triển như tôi phát triển ra ấy, thì là độ một cách đơn giản nhất đầu tiên ấy là cái loa bát này. Cái loa bát này này, mình sẽ lấy một con tụ. Con tụ 4.7mm. Con tụ mà cho cái chất lượng âm thanh chuẩn nhất chính là cái con tụ nằm ở trên cái chiếc thẻ anh này luôn. Nằm trên chiếc thẻ anh này. Các bác gỡ con tụ ra là âm thanh chuẩn nhất này. Lấy con tụ 4.7mm này. Cái dây này là dây điện dẫn ra loa ấy, ra bát loa này. Một dây âm, một dây dương. Thì các bác cắt cái dây dương này ra. Lấy con tụ này đấu ngang qua. Nghe đấu ngang qua, anh em zoom có rõ không? Đấu ngang qua nhé. Lấy con tụ này đấu ngang qua dây dương. Thì khi dòng điện từ cái bên mạch của loa này nó đi ra cái bát loa này, nó sẽ qua con tụ này. Và con tụ này nó sẽ cản bớt cái âm bát đi. Cản bớt âm bát đi. Là chỉ đưa ra cái loa bát này này, đưa ra cái loa ngoài này là âm check và âm trung. Âm check và âm trung. Âm trung. Và đồng thời lấy luôn một con check thẻ anh nữa, hàn hai dây lại. Hàn hai dây lại cho nó kêu. Hàn vào cái chân mà nó kêu to nhất ấy. Đây, như con này này, hàn bằng cái chân kêu to nhất. Thế xong bắt đầu đấu song song với loa bát. Đấu song song với loa bát có nghĩa là đấu song song loa bát là hai loa nó cùng kêu. Hai loa nó cùng kêu ấy nhá. Thì cái này tôi bỏ thẻ rồi, tôi cắm thẻ lại thử cho các bác xem. Đấy, lấy một cái loa check thẻ anh. Con check thẻ anh con check thẻ anh này là con check thẻ anh dây đồng này. Con siêu check này. Cái này anh em vẫn gọi nó là con siêu check. Âm thanh nó cực kỳ đanh giòn. À. Cái con này là con siêu check nhá. Thì thứ nhất ấy là các bác lấy con tụ này cắt ngang dây dương của loa, cản bớt cái đường loa mát vào tụ đi.
cản bớt cái mát đi, chỉ có nấm check cầm chung thôi. Và đồng thời câu thêm hai cái dây song song với loa mát để con check này. Con check này mình sẽ để ra ngoài phía ngoài này cho nó cùng kêu. Đấy, thì nó cũng được cải thiện một phần, cải thiện một phần. Thế nhưng mà nó không chia được ok lắm, chưa được chuẩn nhất. Và bây giờ thì có một cái cách chuẩn nhất để độ chim sẻ, đó là các bác sẽ dùng cái check màng giấy, check thẻ anh màng giấy, hay còn gọi là check mắt trâu. Check mắt trâu thì các bác sẽ tháo được cái phễu rời ra ngoài. Còn đối với cái check này thì phễu nó sẽ liền, các bác muốn lắp vào trong la các bác phải cắt. Thì cái dòng này là tôi đã có thử nghiệm rồi, là tiếng nó trong hơn, nó đanh hơn, chuẩn hơn cái dòng check mắt trâu nhé. Đấy, thì các bác sẽ lấy cái check màng giấy này. Nếu các bác dùng một cái check màng giấy này không, đây tôi thử luôn cho các bác này, dùng một cái check màng giấy này không ấy, thì công suất nó sẽ không đạt được tốt, nó không khai thác hết công suất được. Đấy, nó không khai thác hết công suất được các bác nhé, nếu mà dùng một cái này không. Dùng một cái này không ấy thì tiếng chim sẻ cũng khá là chuẩn rồi, nhưng nó không khai thác hết được cái công suất của nó. Thì mình sẽ kết hợp một cái con thầy anh, con thầy anh, để lấy con thầy anh này nó kích cái con chép bằng giấy này lên, hai con nó kết hợp với nhau. Thì khi kết hợp như vậy ấy, nếu mà các bác kết hợp với con thầy anh mới tinh như này, con thầy anh mới tinh này có nghe con thầy anh mà các bác đấu dây vào nó sẽ kêu được ấy. Đấy, đấu hai dây vào nó kêu được cái này. Thì khi các bác kết hợp lại, các bác kết hợp lại thì cả hai con này đều cùng kêu, con thầy anh này cũng kêu và cái chép này cũng kêu, thì hai âm thanh nó hòa quyện vào nhau, nó không được tốt lắm, không được chuẩn lắm nhé. Và thứ hai nữa là cái con này nó vẫn chưa phát huy được hết cái khả năng của nó, công suất của nó. Thì đấy là cái cách độ như vậy. Thế nếu mà cách độ như này nó sẽ rẻ tiền hơn. Nếu mà độ hai cái con này này, con này là nguyên bản nhé, con này là con cố định rồi. Còn cái con thầy anh này, con thầy đâu, con thầy anh mới này, thầy anh dây đồng mới này, nếu các bác độ như này ấy, thì nó là 150. Tôi cũng báo giá luôn các bác biết, nó là 150 cho các bác một bộ check như này. Đấy, thế còn các bác mà mua theo loa thì sẽ không dưới 150 nhé, mua riêng là 150. Thế nhưng mà để mà ok nhất, ok hơn nữa thì các bác sẽ lấy cái con thạch anh này này, con thạch anh mà đã được xử lý đây này, con được thạch anh này đã được thợ điện tử xử lý, có nghĩa là xử lý là người ta tháo ra, người ta quấn lại cái dây đồng, người ta tính toán lại dây đồng nhá. Thì cái con thạch anh được xử lý này nó sẽ không kêu. Đây vẫn là cái mạch loa đang chạy đây này, mạch loa đang chạy đây nhá. Đây ở đây là vẫn đang kêu này, kêu bình thường này. Thì khi đưa vào con thầy anh này nó sẽ không kêu, nó sẽ không kêu. Đấy, nó sẽ không kêu nhé. Thì lấy cái con thầy anh này này, con thầy anh này là con thầy anh đã được xử lý. Thì con này là con nguyên bản, con nguyên bản này các bác mua mới chỉ có 10.000 một con thôi, 10.000 một con. Nhưng mà cái con đã xử lý này rồi ấy thì nó là 30.000, đã xử lý rồi là 40.000 luôn đấy nhé các bác nhé. Đấy, 40.000 luôn đấy. Thì bây giờ chắc đánh xẻ ok nhất là các bác sẽ lấy cái con thầy anh đã được xử lý rồi, đã xử lý rồi, kết hợp mấy con check màng giấy này đấy, và gắn cả vào trong loa thì nó là ok nhất. Ok nhất thì các bác chơi nhé. Thì giá của cái bộ check sẻ này này, tôi gọi cái này gọi là check, gọi là siêu check, siêu check để đánh chim sẻ nhé. Thì nó là 180.000 cho các bác đấy, chuyển phát nhanh về nhà cho các bác 180.000. Và các bác mà mua cùng với loa, mua cùng với loa thì tôi chỉ tính 150 thôi, tính 150 thôi mà lại gắn hộ các bác luôn, gắn hộ các bác vào trong loa này luôn nhé. Thế còn cái quá trình hàn, quá trình gắn như nào ấy thì tôi sẽ làm một clip riêng để các bác nắm được cái cách làm. Rồi các bác nào mà có đồ sẵn rồi ấy, thì sẽ tự làm được. Còn các bác nào mà không có đồ sẵn thì tôi sẽ làm giúp. Còn các bác sẽ nắm được cái cách hàn nhé. Cái cách hàn như nào thì tôi sẽ có clip riêng. Clip này tôi giới thiệu cho các bác đó là loa mà mua về bẫy chim sẻ thì phải độ. Phải độ nhé. Thế còn về độ thì nó sẽ có nhiều cách độ. Cái độ thứ nhất là lấy con tụ này độ vào trong cái bát này và thêm một con này nữa thì chỉ tốn khoảng 30.000 thôi, tốn thêm 30.000 thôi nhé, là được rồi. Còn cái cách độ thứ hai là sẽ bóc hẳn cái loa bát này ra, bóc hẳn loa bát này ra này, thay loa check này vào, thay loa check này vào, nhưng mà lại thay loa check này và cái con thạch anh, con thạch anh mới này này. Đấy, hai cái này vào với nhau thì nó sẽ là 150 thôi, 150. Thế còn nếu mà đỉnh cao nhất, ok nhất, siêu check, chuẩn nhất thì sẽ là cái con thạch anh dây đồng mình đã được xử lý rồi, kết hợp vào với con bằng giấy này thì nó là 180 nhé, 180. Còn các bác mua theo loa thì nó là 150 rồi lắp vào loa cho luôn. Thì đây là giới thiệu cụ thể cho các bác mấy cái cách độ loa check đến sẻ. Thế còn hàn như nào thì tôi sẽ
có clip hướng dẫn cụ thể cho các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong cái clip hướng dẫn cụ thể cái cách hàn, cách đấu. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi những cái clip sau nhé. Rồi xin cảm ơn các bác nhé.